Rồi. Hôm nay chúng ta học về phương thức này. Các em tạo một cái solution mới, viết nó xuống đấy để làm bài tập ví dụ luôn. Trong Pascal thì các em đã được biết tới thủ tục và hàm. Thủ tục là vô sách điều, hàm là function. Và hai cái này khác nhau ở chỗ là cái thủ tục thì không trả về giá trị đúng không? Còn hàm thì trả về giá trị. Còn trong C này hay Java, các em sẽ không nghe cái khái niệm đó là thủ tục hàm nữa, mà thay vào đó là khái niệm phương thức, tiếng Anh của nó là method đúng không? Trong C sát cũng thế, không tồn tại khái niệm hàm hay thủ tục như trong kiểu Pascal nữa, mà người ta sẽ gọi thành phương thức, method này tiếng Anh là method, từ tiếng Việt là phương thức. Phương thức đây có nghĩa là phương pháp và cách thức. Đấy. Liệt kê lại nhá, từ đợt Pascal này, để có nhiều em cao 11 thì mới có Pascal nó dễ này. Pascal này có process view này, cái đến tự tải đúng không? Cộng với function đúng không? Đấy. Thế còn từ bên phương thức này, từ bên C này, C cộng cộng này, hay là Java này, và bây giờ là C sharp, sẽ không tồn tại khái niệm là theo kiểu process view hay function nữa, mà thay vào đó sẽ có một cái phương thức. Chính xác từ chuẩn đó là nghĩa là phương thức, không phải là dùng hàm. Nếu gọi là hàm là không chuẩn, bởi vì cái phương thức này chứa cả hai, tức là phương thức này bằng cả process view này cộng với function đấy. Và hai cái này phương thức nó sẽ thành làm được hai tác dụng, vừa process view và function này. Khi nó ở dạng process view thì sẽ có từ khóa void, chuyển trở về là void đúng không? Còn function tức là trường hợp mà chuyển trở về của nó là pass void, được chưa? Đấy là trong các ngữ từ C này, trong C cộng cộng, Java, C sharp, đấy là dùng cái này. Còn sau các em học Java Credit thì nó sẽ không, nó không có này, nó chỉ có function, nó cũng sẽ điều. Nhưng cái function của nó khi mà return thì trả làm về function chuẩn, còn không return nó chỉ là phương thức, mình là dạng tôi sẽ đi bình thường. Đây là bên Java Credit nó hơi khác một chút. Rồi. Thế cái phương thức này tác dụng là gì các em? Đó là thủ tục và hàm ấy. Mục đích của nó là làm gì? Đầu tiên học thứ nhất là nó để làm gì mới học đúng không? Tác dụng của nó để làm gì? Không có nó có được không? Vẫn được đúng không? Thật chất cái này ngày xưa là không có được, nhưng mà từ đợt Pascal đến C thì người ta gọi lập trình của cấu trúc, về cả chương trình của mình sẽ chia thành các thủ tục và hàm. Mục đích của cái này dùng để cho chương trình của mình là thứ nhất là mình viết code lại, mình khỏi bị nập nại nó lại nhiều lần đúng không? Một đoạn code này, nếu các em không viết theo cái dạng nhóm ra thì chẳng có một đoạn viết ra màn hình cái dòng chữ nào đấy, thì mỗi lần các em viết thì viết nguyên dòng đấy. Còn khi viết công thức các em sẽ có 100 dòng, các em cần gói vào trong một cái nào đấy, đang đặt tên là hiển thị chẳng hạn, thì lúc đấy các em chỉ cần muốn viết 100 dòng thì còn gọi chữ hiển thị, chứ không phải gõ lại 100 dòng đúng không? Đáng nhẽ thì các em trong mười các em có khoảng 10 lần nạp cái đấy, thì nếu bình thường các em viết sẽ là 100 × 10 mất 1.000 dòng đúng không? Còn bây giờ các em chỉ cần viết cái 100 cái dòng vào một cái gói, và mỗi lần gọi các em chỉ gọi cái đấy một dòng thôi, thì các em chỉ mất hơn 100 dòng thôi, còn không phải mất 1.000 dòng nữa. Đấy, đây là tác dụng về nhìn thấy dễ nhất. Còn một cái tác dụng tiếp theo nữa, đó là khi các em viết thành cái kiểu là thủ tục và hàm ấy, hay trên phương thức ấy, thì đối chương trình của mình sẽ dễ quản lý hơn, thuận tiện trong cái phần người quản lý dự án, hay chính vì sau là các em làm những cái dự án lớn ấy, thì người ta sẽ chia thành các module nhỏ, cũng được các em thể viết thành một cái thủ tục hay hàm đấy, hay chính là phương thức, và lúc đấy chỉ cần ghép với nhau thôi. Và tiếp nữa đó là khả năng sử dụng lại. Giả sử mình viết rồi thì có người khác cũng cần một cái làm cái việc như thế, thì không cần người ta phải gõ lại từ đầu nữa, chỉ cần các em copy sang cho người ta này, xong người ta chỉ cần gọi tên thôi. Và đấy là cái phần ở mức thấp. Còn bây giờ mức cao thì người ta không phải sử dụng lại của cái thủ tục hàm nữa, mà sử dụng lại cao hơn đó là Knat này, được chưa? Cao hơn nữa đó là namespace này, và cao hơn nữa không phải namespace khác, chính là những cái các em đã nhìn thấy ở phần tham chiếu này. Đây, nó gọi là lập trình hướng thành phần, tức là các em lúc này xây nhà theo kiểu không phải là đơn giản chỉ cần mỗi cái phần từ viên gạch nhỏ nữa, mà bây giờ xây nhà kiểu các em nối cả bức tường hoặc kiểu cả cái phần phòng ấy, cả cái trần chỉ một mảng thôi, không phải lắp từng cái phần bé bé này vào nữa. Và cái phần đấy phần cuối nữa mà em tạo ra cái dạng như này, đây chúng gọi là các phần thư viện liên kết động, và từ thường là các em xây vào này đấy, các em nhìn thấy phần com này, các component này hay chấm .net chính là các thư viện .nl ấy, trong Windows động có sẵn, trong một số em hay cài Win để ý nữa, có cái file chấm .dll ấy, cái đấy là file thư viện liên kết động.
cái D viết tắt của Dynamic, còn cái chữ N viết tắt của Ninkle và cái N cuối cùng là viết tắt của Niver Living, tức là thư viện liên kết động. Lúc đấy các em mình sẽ trong này hỗ trợ sẵn cho mình một cái số tài khoản đấy rồi. Đây các em nhìn này, đây là các version này, được các em muốn lấy thêm này, vào đâu này. Đây trong này có một số cái mục tên là nào. Được rồi. Đây. Đây một số cái tên là N hay dùng chẳng hạn. Thì đây là các em nhìn thấy phần nát này, hay là tập rốt này, chấm điện là N. Mình hoàn toàn xây dựng cái này. Đấy. Bây giờ quay về phần phương thức. Chúng ta biết tác dụng của nó rồi, vậy thì cấu trúc của nó thế nào và dùng nó ra sao đúng không? Từng phần một này. Cái chữ này nhìn được các em? Đẹp quá. Con này nhìn đâu? Nó được nhìn xa. Bảo lấy chỗ. Có em nào bé bé lên trên ngồi, người nào to xuống dưới. Và trong này chi xác em gọi chuẩn là đường gọi thủ tục khách hàng mà gọi chính xác và phương thức. Được chưa? Có thể một số lúc em vẫn quên được gọi này hả? Nếu em quen miệng từ hồi si bác can không? Được rất nhiều phương thức. Mệt thơ. Rồi. Bây giờ đi luôn phần cấu trúc của nó này. Cấu trúc cho các em nhìn lên trên này. Đây, static void main này, đây chính là một phương thức. Đây là cả cái V này, các em nhìn thấy chính là phương thức rồi. Cấu trúc đơn giản của nó là như trước các em nào thắc mắc được không? Các em nào thắc mắc được cái gì canvi gì đấy. Bây giờ để hiểu rõ là từng phần thì có thể ở phần này anh chỉ nói qua thôi. Sang phần đồ đối tượng thì chúng em sẽ hiểu sâu hơn được cái phần phương thức, bởi vì cái này nó liên quan đến phần NAT. Phần NAT các em trong Java học qua sẽ thấy là có hai phần, đó là phương thức này và thuộc tính đúng không? Thì trong này mình học cũng một cái khía cạnh trong phần NAT, đó là phương thức và còn thuộc tính chưa động đến, về cái thuộc phần đồ đối tượng. Cấu trúc của nó đầu tiên là các em nhìn này, static này, cái này còn thiếu, thật sự đây là public chẳng hạn, được chưa? Đây là một cái mới nhá. Đầu tiên là các em ghi là phạm vi truy cập này. Cái này xin lỗi, để trong ngoặc vuông mới đúng. Có thể có hoặc không có. Nhớ cái ngoặc vuông có nghĩa là có không có phạm vi truy cập này. Đấy, chính là thích cái một. Tiếp theo này, cách thức truy cập này. Đây. Đấy, các em cứ viết chính giải thích từng phần một. Tiếp theo này, kiểu trả về này. Kiểu trả về nếu mà viết đúng ra thì cái này nó ở giữa hai mức, vừa bắt buộc không bắt buộc. Bởi vì trong cái thứ đối tượng thì có một cái phương thức. Các em còn nhớ phương thức gì không cần kiểu trả về không? Ở Java thì nhớ này, ai học Java thì nhớ xem. Phương thức gì mà không cần kiểu trả về? Không, void vẫn là trả về void, không tính. Vẫn là trở về nó lại thành void rồi. Chính là phương thức khởi tạo. Còn constructor này, hàm dưỡng này thì sẽ không có kiểu trả về. Đây là cái phương thức đặc biệt nhất. Chính vì thế mà cái chỗ kiểu trả về anh để trong cái ngoặc vuông. Bởi vì có cái đấy vẫn là phương thức. Nếu để ngoặc nhọn không kiểu trả về thì đấy sẽ không đúng trường hợp phương thức khởi tạo. Kiểu trả về này. Sau đó tiếp theo là tên phương thức. Cái này thì chắc chắn là bắt buộc phải có để nó trong ngoặc nhọn đúng không? Tên phương thức này. Các em xuống dòng nhé. Đây. Ở đây nhìn hết một dòng nhỉ. Đào nó các em. Đó là đây là vân đen. Phạm vi truy cập này, cái này ngoặc vuông này, cách thức truy cập này, kiểu trả về này, sau đó tên phương thức này, và cái tiếp theo bắt buộc là cái ngoặc đơn, mở ngoặc đơn, chính là cái lý do là phương thức bắt buộc ở trong đây phải có mở ngoặc đơn. Vì thế mà cái lúc mà các em gọi phương thức ấy, dù là không có hàm số bắt buộc, đó là phương thức em phải có mở ngoặc đơn, nếu không sẽ bị lỗi. Bên này cái này nó khác bên bên VB. VBnet thì giả sử cái VBnet thì có cái phần là phương thức không có hàm số thì hoàn toàn các em bỏ ngoặc đơn được trong VB. Nhưng mà cái bên chi sang hay trong chi bắt buộc em phải có ngoặc đơn dù có tham số hay không, không biết. Đấy. Cái phần trong ngoặc đơn này đó là danh sách tham số. Và cái danh tham số này để trong ngoặc vuông bởi vì là có thể có hoặc không có. Nên không bắt buộc, tùy yêu cầu cái trường hợp của mình thôi. Đây, sau khi các hàm số là các em đóng hoặc đơn vào này,
Phần tiếp theo đó là phải có begin và end. Đây là cái phần begin này, đây là end này, mở đầu và kết thúc của cái phương thức. Đấy, bên trong này đó là chính là phần phương thức chứa các lệnh. Và các lệnh thông thường của mình chỉ gõ trong phần phương thức thôi, trừ các lệnh khai báo thì các thể gõ ngoài phương thức được. Chính đây chính là nguyên nhân là vì sao một số người viết ra ngoài phương thức nó báo lỗi và rất là khó sửa. Nếu các em không để ý, lúc này cũng viết phải để ý này. Đây nhá. Rồi xong cái này em viết ra một câu lệnh này. Rồi xong, như này thôi. Viết trong cái hàm main ok này, nhưng giả sử là không biết trong main, mà các em viết ra ngoài kernel này. Đấy, ngập tức này. Các em sẽ bị lỗi ngay bởi vì là đây là viết không thuộc phương thức nào, viết console.die này. Kernel thì đây không tồn tại dạng câu lệnh viết ra ngoài phương thức. Chỉ trừ có cái lệnh khởi tạo, lệnh gắn, tức là cái lệnh em khai báo sau nó gắn giá trị thì chấp nhận. Tức là cái dạng như này, phải có cái in a này gắn bằng 2 sao 2 3 chẳng hạn thì viết như này được. Đây là lệnh gắn, không những vì lệnh gắn nó theo cái lệnh khai báo này được, vừa khai báo khởi tạo được. Như các em viết rằng này a bằng 0 này, xong a gắn bằng 2 3 chẳng hạn, như này sẽ bị lỗi bởi vì lúc này lệnh gắn nó độc lập thì nó sẽ không chấp nhận, được chưa? Thế nên lúc các em viết thì có thể viết chấp nhận là khai báo khởi tạo luôn ở đây thì được. Nhưng bên dưới lại dòng một dòng a gắn được bao nhiêu ở đây thì đây là một câu lệnh gắn bình thường mà các em viết ở ngoài, không thuộc cái nào sẽ bị lỗi ngay. Cái dưới này thế, console.dyna có thể viết ngoài cũng được, đó là bó buộc rồi. Chỉ bên ngoài cần khai báo, bởi vì sao hiểu những cái phần khai báo ngoài nó là trường hoặc là thuộc tính, được chấp nhận được. Đây là kernel thì có hai phần, thường đối tượng sẽ nói kỹ hơn phần này. Đấy. Trong thân phương thức là chứa các lệnh, các em thể viết là console.dyna hay gì đấy, vân vân ở đây, hoặc là các lệnh cộng trừ nhân chia này, cộng b vân vân đấy hết được. Và chỗ này đến kiểu trả về ấy, và chú ý này, cái này hơi bé nhỉ. Đấy, giải thích từng phần ở dưới này nhé, cho cái căn đề ra. Các em nhìn thấy có phần là một này, phạm vi truy cập này, em đánh dấu từng cái dễ nhá. Hai là cách thức này, ba kiểu trả về này, bốn là tên này, đến năm là phần để tham số bên trong, phần năm là phần này. 5 cái hàm số này từ phần 1. Có thể học cho đối tượng nhưng khi nói qua một chút để cho em nắm được. Đây. Đầu tiên này. Phần 1 này, đó là phạm vi truy cập. Cái này viết tiếng Việt được. Viết tiếng Việt được. Phạm vi truy cập không có gì khác, chính là cái thể hiện là có public này, có protect này. Các em viết chữ bé, không biết chữ hoa, viết chuẩn. Protected này, private này. Có một cái từ internal ít dùng, tạo thành các qua mấy cái này sẽ dễ được các. Ở dưới nhìn được chữ này không? À, cái phần các từ khóa là các từ khóa người ta cung cấp sẵn rồi và các em chỉ gõ ra ngoài này, đúng có code các em nhìn thấy luôn, public này, không ra được phải gõ bên ngoài này, public các em nhìn chưa? Đấy, cái phạm vi truy cập này nó sẽ giới hạn xem là phương thức của mình có ảnh hưởng trong những khu vực nào, tức là có tác dụng ở trong một cái khu vực lớp này hay ở đâu. Bây giờ ví dụ đơn giản là cái bóng điện này, ban ngày ví dụ hơi khó, rồi ban đêm đi, buổi tối bóng điện này, nếu các em chỉ để trong phòng này thì chỉ trong phòng các em biết đúng không? Thì trong phòng được sáng thôi, rồi các em đóng cửa vào thì trong phòng là nhìn được đến sáng, còn như các em thắp nến trong phòng đấy, có bên ngoài có nhìn thấy bên trong phòng mình không? Giả sử cái phòng kín không mở cửa sổ này, không biết đúng không? Và chỉ có phòng các em biết thôi, giả sử ngoài đường nhìn vào đấy, bên ngoài không tác dụng, không thấy sáng. Như là đúng với bóng điện này, các em phải treo ngoài cửa, ngoài hành lang đúng không? Thì bên ngoài đường đi sẽ nhìn thấy. Và trong phòng mình có thể vẫn nhìn thấy bình thường, nó treo cái cửa sổ gần đây này, tất nhiên phải treo làm sao nó cả hai gì đấy. Thì cái phạm vi truy cập cũng giống như cái trường hợp bóng điện đấy, tức là cho biết xem là cái phương thức này ở đâu nhìn thấy được. Nếu như mà để là public tiếng Việt là gì đấy, công cộng, công khai đúng không? Công khai thì có nghĩa là cái này là tất cả mọi người đều xem được, và trong lập trình có nghĩa là tất cả các lớp hay tất cả các chỗ khác sử dụng hết đều xem được hết. Thế còn private là gì nhỉ? Riêng tư đúng không? Riêng tư có nghĩa cái này giống như kiểu cái phần nhật ký,
hay là trên page các em post có những cái bài các em có thể là đánh dấu hay làm public này hay private đúng không? Hay là cái group cũng có cái phạm vi đấy, có thể là open hay là kernel hay gì đấy. Chính là cái phần giới hạn, phần giới cái tin các em post nó để private thì nó chỉ cho mình xem thôi, người khác không xem được. Nếu còn cái tin mà các em để public thì tất cả mọi người đều xem. Cũng giống public các em post lên tường ấy, có cái thông tin gì tâm trạng thì post trên đấy là mọi người đều xem hết. Đấy, những cái tin em sẽ không post lên tường, em ghi vào nhật ký chẳng hạn thì chẳng ai biết ngoài mình không? Trừ khi nhật ký nội thì ít lắm. Còn cái protect này này là cái phần trung gian giữa public này và private. Tức là protect này nó sẽ giống như private là chỉ có cái phần mình biết được. Nhưng có một cái phần khác nữa, tức là trường hợp như kiểu là mình có một cái chuyện gì đấy riêng tư một chút, mình biết được rồi này, và bên cạnh nó mình kể với người bạn thân, tức là chỉ những người bạn thân của mình biết thôi, còn những người bạn bình thường thì sẽ không biết đúng không? Và hiểu đơn giản hơn là trong thuốc thì các em thấy đấy, có cái thuốc kiểu là cái là thuốc gia truyền, cha truyền con nối, chỉ trong dòng họ lại biết cách làm thuốc theo công thức làm thế nào, đó là cái thuốc đấy, thì chỉ có cha truyền cho con nối, ngoài người người cha biết này, sau người cha truyền cho con, hẳn cho là truyền cho cháu dần, cứ theo dòng mới biết, còn ngoài dòng thì sẽ không biết đúng không? Nếu biết thì còn gì là gia truyền nữa. Và cái project cũng chính là thể hiện cái gia truyền. Về sau của đối tượng thì sẽ có khái niệm gọi là kế thừa, tức là ngoài cái trường hợp lớp cha này dùng lớp kế thừa vượt tay này, và cái lớp con tức là lớp kế thừa như kiểu cha có một cái tivi điện thoại đã đẹp xong là người đấy kế thừa cho con cho cháu hả, hay một cái nhẫn hay gì đấy truyền từ đời cụ tổ ra, xong là truyền ông bà cháu chắc chút chít, thì tiếp theo dòng như thế, cái project cũng dạng như thế. Đầu tiên phạm vi giới hạn nhất là chúng ta dùng public là không lo bị giới hạn gì cả, mọi người đều xem hết. Nhưng có một cái dở của public đó là nếu các em công khai quá thì tất nhiên mọi chuyện không khai đâu, chẳng lẽ giờ cái chuyện gì của mình để cho người ta biết hết, thế còn gì bí mật nữa, từng chuyện thôi. Thì ở đây cũng vậy, đó là phạm vi chuyên cầm này. Tiếp tục nhá, đến phần 2 là cách thức truy cập. Nghe từ khóa có vẻ nạ chính là cái phần kem từ cái phần component từ đầu là các em nhìn xuất từ từ khóa, đó là cái static này. Cái static này chính là thể hiện cho cách thức truy cập. Các em viết 1, 2. Rồi, cách truy cập có hai từ khóa static này và non này. Static, static là gì các em? Dịch tính về trước đã. Thế nhỉ? Thế non static là gì? Không tính. Đầu nó là dynamic đúng không? Đấy. Và giờ các em nhìn thấy này, từ khóa cái từ static này, main này luôn luôn có. Tính có nghĩa đây là khởi tạo, cho nên là thì đơn giản là không động. Không động vì sao lại gọi là kiểu không động đúng không? Ở trong Java các em đã nắm được chưa? Trong Java cũng có cái này. Mới hiểu mặc định à? Cái này từng lúc mình dùng nên không phải lúc nào cũng dùng static. Có lúc phải dùng, có lúc không phải dùng. Tạm thời trong giới hạn ở trong chương trình này ấy, thì đầu tiên các em nhìn static trước. Cái static này có nghĩa là nó là chung cho cả một cái lớp này. Bây giờ thả cái lớp người nhá, lớp người có một thử nghiệm 2 trong lớp đi. Trong lớp là một số các em học ở lớp đây thì mỗi người đều chung một cái là sĩ số đúng không? Chứ giống cả lớp giả sử bây giờ là 20 người thì nó có một thông tin về sinh viên học theo lớp chẳng hạn, sinh viên là Nguyễn Văn A này, học theo lớp là MS chẳng hạn, số lượng sinh viên đây là số lượng người là 20, thì tất cả mọi người trong đây đều là giống nhau hết đúng không, vì cái thuộc tính là chung mà. Có đúng là tất cả mọi người học trong đây thì sĩ số của cả lớp là tính chung, tức là tính từng người đúng không? Thì khi đấy cái này để static, static là chung hết, tất cả mọi người đều chung hết, các đối tượng ở trong đây là chung. Còn khi mà non static, không chung, nghĩa là mỗi người có một cái cách riêng, giả sử là về họ tên chẳng hạn, họ tên không thể là giống nhau hết được, người thì Nguyễn Văn An, người thì Trung, người thì là Anh, là Tùng, là Dũng thì đấy, vân vân rất là nhiều. Nhưng mà riêng cái sĩ số thì tất cả mọi người đều chung nhau, đó là sĩ số cả lớp là 20 chẳng hạn, thì cái đấy không phải của riêng ai mà cả chung, chính vì thế cái dạng sĩ số nó sẽ thể static. Và khi như thế thì tất cả mọi người đều chung nhau, và lúc đối tượng mình tạo sẽ không phải tạo cái đấy nữa, nó chung hết rồi. Như tất cả mọi người đều nhìn bóng điện như kìa. Đấy, nhưng mà cái tóc là hay quần áo của người khác nhau đúng không? Vào đây. Từ từ đánh chị. Đấy. Khi mà ta tích rồi thì lúc các em gọi trong đối tượng tạo ra thì không cần cái đấy nữa. Có thể phần thùng đối tượng cho nó kỹ phần này hơn nhé. Bây giờ trong đối tượng nó cái hơi khó. Còn trong phạm vi đầu tiên học với cái bài như này, tạm thời mỗi phương thức các em đều mặc định là tính, cứ cho ta tích đến trước.
Đấy, xong phần sau xong VinFast em sẽ hướng dẫn một chút về phần này nữa để các em sẽ bỏ chìa khóa đi. Thì sau bỏ vào thoát để. Và các em hiểu đơn giản là khi người ta viết static đây có nghĩa là phương thức dạng chính. Còn khi không viết cái gì thả xóa lại đi thì lúc này phương thức mặc định sẽ là non static. Người ta sẽ không viết từ khóa non static nữa mà không viết mặc định đó là non static. Tiếp theo, giống như cái phạm vi truy cập ấy, phần public này, protect, private, lúc không viết trường hợp như này mặc định là private. Các em nhớ chưa? Những cái mặc định ấy, lúc mặc định là private này, các em biết private đây cũng bằng vậy, không biết cũng thế. Mặc định là private này, mặc định nó là non static, viết muốn static phải viết ra. Rồi, giờ có thể di chuyển phần khác. Cái phần đấy liên quan đến hướng đối tượng nhiều hơn. Vài buổi nữa hoặc là để buổi sau như sau học đấy cũng không muộn. Tiếp theo phần 3 là kiểu trả về. Như nó phần trước kiểu trả về để trong cái ngoặc vuông, bởi vì cái này có thể có hoặc không có. Đây, 3 là kiểu trả về. Kiểu trả về thông thường khái niệm dành cho cái gì bên Kafka nhỉ? Procedure hay function? Function đúng không? Thì bên Kafka sẽ tương ứng function. Nhưng bên từ bên cái phần C# này nó không có khái niệm function procedure mà chỉ có khái niệm phương thức method thôi. Thì thế kiểu trả về rất quan trọng. Kiểu trả về này các em thấy quen thuộc này, đầu tiên là void này. Void này thể hiện là không trả về cái gì cả. Cái gì? Tức là không có gì cả. Và các kiểu dữ liệu bình thường là in này, hay not vân nữa là kiểu dữ liệu thông dụng các em. Và có kiểu trả về tiếp theo là kiểu trả về cả một đối tượng là object. Đây là đối tượng này. Và khi phương thức là không có void, không có in của nó không trả về ấy, thì các em hiểu đây đó là cái phương thức khởi tạo. Và cái kiểu trả về có tác dụng là tính toán cho cả cái đoạn lệnh bên trong cái phương thức ấy nó trả về cùng là giá trị bằng bao nhiêu hoặc là có trả về gì không, đúng không? Và cái phần đến phần 4 là phần tên phương thức. Đây cứ nói qua phần anh lấy ví dụ thôi nhé. 4 là tên phương thức. Cái này giống như kiểu tên biến thôi, tên biến tên thằng là cái dùng để mà người ta định danh và để gọi nó ra. Thì ở nhà có 19-10 người con thì biết là gọi A, B, C, D, X, Y, Z thì đấy phải gọi từng thằng một. Nếu không, không đặt tên cho nó sẽ không biết gọi thằng nào. Các em nghe chuyện cười mà ở nhà có 5 đứa con giống tên nhau chưa? Chưa. Đấy. Nghe rồi chứ? Chưa, anh kể. Chưa đọc à? Chưa, anh kể. Tức là một bà chứ hiểu gì? Gọi theo họ của nó. À. Thì cười thôi mà. Gọi theo họ của nó. Cùng tên với các họ. Và trong cái kiểu câu chuyện vừa xoay mà kể không phải là ngẫu nhiên đâu. Tức là bà mẹ có 5 người con trùng tên đúng không? Nhưng mà để phân biệt được là gọi đứa nào thì gọi theo họ của nó. Vì bà này rất là có nhiều bố, à nếu có đứa con có bố khác nhau. Từ từ, đừng cười vội. Trong cái phương thức này có một cái về sau sẽ hướng dẫn đã nói. Đó chính là cái gì các em còn nhớ. Trong cái gì mà có cùng tên nhưng có các kiểu phải khác nhau, người ta gọi là gì? Nạp chồng đúng không? Trong phương thức có cái nạp chồng, tức là cùng tên vậy thì làm sao như sang ví dụ làm sao để gọi từ nữa một. Thì gọi theo cái phần khác điểm khác nhau của từng phương thức. Rồi cái phần tên là cái này dùng bổ gọi này, phương thức này trong chương trình, được chưa? Đầu chút này, cái phần 5 là phần danh sách tham số. Cái này chính là cái mà mình dùng để truyền dữ liệu để xử lý từng cái một thì dùng danh sách tham số. Còn cái phần thân phương thức là cái phần dùng để mình ghi các câu lệnh thực thi xuống đây. Rồi. Bây giờ ví dụ cho nó rõ nhé, không có toàn lý thuyết không thì không thể thành phần một. Đây. Ở đây là ví dụ rồi, cho nên viết một cái ví dụ riêng này. Giờ các em viết một cái, đầu tiên thành phần một. Phạm vi truy cập này có thể bỏ hoặc không bỏ đi này. Cái thứ gì có thể bỏ này. Toàn đều các em đầu tiên các em mới học quan tâm từ phần 3 đi, kiểu trả về, thân phương thức này. Sau đó thêm hàm số, tí bổ sung phần sau nhé. Cái phương thức này ở trong đây các em phải viết độc lập, có thể viết trước hoặc sau này mà lúc các em gọi trong bên được. Không cần thiết phải theo cái từ trong Kafka là cái nào viết trước thì cái phần sau mới gọi được, đúng không? Ở trong Kafka này, giả sử cái phương thức thứ 5 thì cái viết ở viết thứ 5 thì cái thứ 6 mới gọi được.
còn thằng 1 có thể gọi là thằng thứ 5, đúng không? Nó theo thứ tự từ trên xuống. Nhưng mà trong C này hay trong C sát Java thì các em phải xem thứ tự đấy. Các em thể viết một phương thức chỗ này. Đây là từ một cái này. Kiểu trở về không gì là void này. Tiếp theo tên phương thức là demo này. Này xong này. Tiếp theo kiểu trở về là không có. Trong này các em chỉ cần biết là dòng đây là. Đây là phương thức này. Đấy. Các em thấy mấy cái này dòng này ngắn gọn dễ đơn giản không? Đây này. Như void demo phương thức chẳng hạn thì chỉ biết là console.py đây là phương thức. Đúng không? Thì cái này rất là ngắn gọn và đơn giản. Nhưng mà hầu như trong cái phần được vừa ghi có đủ rồi. Cái phần phạm vi truy cập này có thể có không có, phần này nó sẽ không có. Đấy, nên viết đầy đủ nhá. Ở phương phạm vi truy cập này, các em dùng một trong ba từ khóa public này, protect, private. Và với trong phạm vi là một cái kernel ấy, coi như một cái căn phòng là cái kernel, thì chỉ dùng trong kernel thôi đấy, các em viết là protect này hay public, private không ý nghĩa gì đúng không? Có như không, bởi vì là dùng được private cũng dùng được, public cũng dùng được, public cũng dùng được đúng không? Thì như thế cả giờ đầy đủ này, các em viết là phạm vi truy cập là public này, đây là phần 1 này. Dùng một có thể là viết là public này, protect này hay private này, vân vân được hết này. Tiếp theo này, cách thức truy cập ở đây có hai từ như ghi, đó là static và non static. Nếu như mình không biết thế này, mặc định ở đây sẽ là non static. Các em muốn static thì viết thẳng từ khóa static ra. Từ khóa có sẵn các em căn phân cách này, static, thấy chưa? Tiếp theo kiểu trả về phần 3, cái kiểu trả về ở đây có thể là void này. Void cái này khi mà từ viết dạng void ấy, cái này đồng nghĩa việc là theo kiểu là procedure của bên Pascal, tức là theo thủ tục, ngang với thủ tục của bên Pascal. Đấy, viết một cái này trước đã. Phần sau là phần tên phương thức. Tên phương thức ở đây có nghĩa tên là demo method. Rồi, còn xét tham số, giả sử đây tham số trong một cái kiểu chuỗi đi, tên là MSG này hả, viết thẳng từ khóa này. Thông điệp đây xin chẳng hạn. Đây là từng phần một này. Đây. Ở đây các em nhìn private này. Đây chính là cái phần một đúng không? Tức là đây chính là phạm vi truy cập này. Tiếp theo này. Từ khóa static này. Thể hiện ra static này. Đây là cách thức truy cập này. Void này. Kiểu trả về này. Và khi là void thì lúc này sẽ tương ứng với là tương ứng với procedure ở bên Pascal. Đấy, khi là void các em nhớ này, các em muốn ra dùng thủ tục ở trong bên C sharp thì các em biết từ khóa void sẽ không trả được cái gì cả. Đấy, còn cái demo method ở đây chính là tên phương thức, được chưa? Cái ngoặc đơn hiển nhiên rồi. Thế còn cái chính này, đây chính là tham số. Ở đây chỉ có một tham số này. Trường hợp danh sách có nhiều thì các em thêm thêm một cái nữa. Đây là sách 1 chẳng hạn. Hoặc là chính. Nhiều cái các em cách nhau bởi các tham số khác nhau bởi dấu phẩy. Thấy chưa? Đây nút khai báo thêm một cái nữa. In A, B, C đấy. Hoặc là nhớ là không, cái trường hợp mà các em khai báo tham số xuống đây thì không được những kiểu khai báo biến. Khai báo biến các em viết dạng này được. Các em muốn khai báo in A phải B đúng không? A bằng 0 này. Hoặc A phải B, khai báo A, B cùng lúc hoặc C này được. Đấy. Nhưng mà khi trong thức thì các em không thể viết dạng này được. Nó không có kiểu khai báo tham số kép theo cùng một kiểu. Trong thế trong Pascal nó chấp nhận kiểu này đâu. Pascal nó có thể A, B, C kiểu gì đấy. Nhưng bên thi ra hay chia 3 thì các em phải khai báo từng cái một. Viết ở trong đây lúc khai báo thì ok. Nhưng mà lúc trong thức này giả sử viết như thế nhá. In A phải B phải C như vậy đúng không? Như này sẽ bị lỗi ngay. Và các em muốn khai báo ba cái tham số kiểu nguyên trong đây thì các em phải test từng phần một, in A này, phải in B này, sau phải in C. Đây là bắt buộc. Đây là danh sách tham số. Nhớ các em. Thế sau đừng có ai viết kiểu như khai báo biến đây thấy là in A phải B được, phải bắt trước ở bên tham số không phép vào thì không có trường hợp đấy. Sẽ bị lỗi ngay. Đấy, cả cái đoạn này chính là danh sách tham số này. Ở đây có mấy tham số không em? Để đếm xem. 5 cái đúng không? Đấy, có 5 tham số này. Cái phần A này. B này, C tham số này.
và đây là begin end of work. Còn thêm phương thức này mình chỉ có một dòng thôi. Và các anh hãy viết thêm. Đây là phương thức này. Rồi thông điệp này. Thông điệp là message cho em cộng message này vào. Vâng vâng. Các giá trị. Ví dụ cộng giá trị là A bằng này. Cộng với A này. Đấy. Đấy. Rồi, các em đã hiểu được từng phần cấu trúc của phần nữa, anh viết từng cái một này. Và đây viết phần đầu tiên này. Có một số người viết theo kiểu đó là static trước, nhưng cái đấy vẫn viết nó vẫn không bị báo nỗ, nhưng mà nên viết theo kiểu từ phạm vi cho đến cách thức truy cập cho đến kiểu trả về, nên tên thức có tuần tự mình đọc nó dễ hơn. Đây là ví dụ là trường hợp kiểu trả về là void. Một kiểu đơn giản nhất là tính tổng hai số này. Tính tổng hai số lần trước tính từ đầu tiên em nói đâu biết luôn à, các em biết là bracket này không biết thì sẽ mặc định là static đi. Kiểu trả về là in là tính tổng này, tên phương thức là tổng, các chuyển tham số là a này b đúng không, và bên trong các em thì có gì tên a cộng b đấy. Với cái phương thức trả về lúc này không phải là void nữa mà là một kiểu khác void, có thể là in hay format, tức là trả về các kiểu dữ liệu cơ bản hoặc là các kiểu dữ liệu phức tạp. Phức tạp chính là các kiểu dữ liệu nó là gọi là object. Và em khai báo một cửa nát sinh viên hay cấu trúc sinh viên các em trả về kiểu đấy bình thường. Thì các em nhìn này, khi mà có từ khóa khác void thì bắt buộc phải có từ khóa return, đúng không? Return này có nghĩa là trả về giá trị cho phương thức. Giống như Pascal, với trường hợp return này có nghĩa là tổng gắn bằng a cộng b, đúng chưa? Cái tổng đấy là phương thức. Những này có nghĩa là các em hiểu ngầm đó là lúc này lấy a cộng b này gắn cho phần tổng này đấy. Theo các em trường hợp là void mình có dùng return được không? Đây. Có được không? Được không? Em làm được. Nếu trường hợp là void trên này có dùng return được không? Đây lấy ví hai dụ, một cái là khác void, một cái là void này. Có ai nào bảo là nếu mà trường hợp là trả về là void dùng return được không? Có hay không? Đúng rồi đấy. Đây, có rất là nhiều người nhầm tưởng là khi phương thức là void không return được, như thế không đúng. Bởi vì khi mà các em không cả thể là void ấy, thì sẽ dùng câu lệnh đó là return trống. Anh ví dụ cho trường hợp này, là các em viết như này này. If A lớn hơn 10 chẳng hạn, thì các em return. Nhưng phải return ABC thì cả các em cần return chấm phải. Công lệnh này được gọi là return chấm. Khi return chấm này có nghĩa là kết thúc phương thức. Các em return trả về giá trị đồng nghĩa việc đó là phương thức sẽ tạm dừng ở đây. Tức là cái end khi return đây rồi thì cái end không phải ở chỗ này nữa mà nó sẽ chạy đến tận đây. Hiểu ngầm đấy nhá, không phải nó viết trên trên này. Mà đã return thì coi như là finish rồi, không còn gì nữa. Các công lệnh đến sau return này hoàn toàn vô nghĩa. Nếu giả sử cái trường hợp A nó mở xảy ra thì cái phần consonant chấm tay này A sẽ không thể chạy được để kết thúc phương thức luôn. Nếu các em cài một cái phần mềm đó là dev này hay là đúng là dev hả, thì các em sẽ thấy là giả sử các em gõ return đây, nó có một cái tên nhỏ nhỏ nó chạy từ đây này, cái này không có bút để vẽ mà nhìn khó nhỉ, tức là vẽ từ cái đoạn return này nó vẽ thẳng đến đây, nó sẽ không chạy qua cái này nữa, để nó ánh xạ. Nếu giờ cái sơ đồ toán này nó trước vẽ dụ từ a này quay đến n luôn này, nó không qua cái bước này nữa. Và cái return này rất là hay ở chỗ đó là chúng ta dùng giảm câu này ít đấy nhá. Trong return trường hợp này, cái này chú ý vào một số bên sau mới đây là dạng nhiều kỹ thuật nhỏ nhỏ thôi. Trường hợp này để void này có thể dùng return để trả về cùng return thôi. Đây là cách này để giảm thiểu, em biết giảm thiểu chưa? Giảm thiểu số lần các em dùng if else. Đấy, ví dụ thôi nhá. Giả sử trong này các em viết luôn dạng này. Một số người viết điều kiện đi. If A lớn hơn B chẳng hạn thì các em begin đúng không? Xong A nơi đi, con này đi. Xong L ngược lại. If à, nếu if là B lớn hơn C chẳng hạn, cho nên các em đi ghi cho thân em chấm ra vân vân gì đấy. Đây ví dụ thôi,
L này. Begin. Đây đây đây. Đây. Và các em nhìn thấy một cái bên ngoài này, L này đúng không? Những trường hợp này các em sẽ nhận thấy rất là chỉ khi cái câu khối này đầu tiên thực hiện khi mà A nhân B đúng không? Và trường hợp này các em lại trường hợp ngược lại là khi mà A nhỏ hơn hoặc bằng B thì phải L sẽ xét điều kiện là C có B hơn C không? Các em phải mất lấy nào nhỉ? Mất một cái L này xong dưới này L đúng không? Thay vì các em phải ít L nhiều này, nếu mà dùng đi tơn các em sẽ bỏ hoàn toàn bỏ dưới này đi. Đấy, thành trường hợp này nhá. Ví dụ các em muốn đi tơn A hơn B này, phải được bỏ L đi này. Không muốn cái này nữa. Dưới này xong các em dùng đi tơn. Khi return chắc chắn các câu lệnh sau phần này khi mà return sẽ không được thực hiện nữa và hoàn toàn các em sẽ bỏ L đi hoàn toàn chắc chắn đúng. Tương tự ở dưới này, đây các em hoàn toàn lúc này if của mình sẽ không phải mất nhiều cấp nhá. Các em nhớ là dùng quá nhiều if L từ cấp thứ ba đi chương trình của mình rất là khó đọc, mà có đọc được thì nhìn cũng rối như mì tôm ấy. Thế vì thế mà cứ dùng kiểu return. Đây từ dưới này, thế nếu mà bên hơn C các em thực hiện lệnh sau, các lệnh sau này không muốn thực hiện đúng không, từ dưới này phải L mới thực hiện dưới dưới này. Lúc này các em dùng return ở đây. If B hơn C. Các em return này. Đấy. Và lúc này return rồi cái phần E là không phải viết nữa. Và ngay cả cái phần begin E nữa. Khi mà trường hợp E xảy ra thì ở đây có một lệnh viết thêm vài dòng để các em nhìn nhé. Các em muốn viết là thường thường là E này. Thế bình thường viết là E này. Xong là E nghĩa là B nhóm bằng C. Các em viết hàng loạt là thế này. Và phải cho khối này cũng thực hiện không? Để tránh trường hợp là bên trường hợp trên này nó không sai nó chạy hết. Thì các em phải nhốt begin E vào trong E. Nhưng khi các em dùng return rồi ấy, thì các câu lệnh L này không những L bỏ đi được này, mà ngay cả begin này các em bỏ đi hoàn toàn, bởi vì chắc chắn chỗ này nếu mà đúng thì nó đã return hết đúng không, còn này đúng thoát hết rồi không chạy được nữa. Và cái cuối cùng mà khi qua được hai cửa này thì các câu lệnh thực hiện bình thường và các em nhìn thấy bỏ được mấy cái đấy. Lúc này các em hoàn toàn biết các lệnh bằng cấp nhau, không phải biết sâu vào trong nữa đúng không, mà chương trình chạy vẫn đúng, không chắc chắn không bị sai thế nào cả đúng không. Bình thường phải biết cái này nhốt trong begin này phải L nữa. Bây giờ các em biết hoàn toàn biết ra ngoài, không cái nào cả. Cho một phương thức không? Kiểu tác dụng của cái return của em, dùng cái này khá hay. Và nhiều trường hợp các em hoàn toàn là hạn chế được phải dùng begin end nhiều lần này, phải dùng L nhiều lần, phải dùng if nhiều lần. Chương trình còn đi bao nhiêu? Vừa ngắn vừa gọn. Đây này, đọc không bị mất nhiều cấp nữa. Cái if L nhiều, đọc cũng thành hàng hàng. Vẫn là dễ nhỉ, từ trên hơi dài nữa. Và ngay trường hợp bên dưới có rất nhiều người chưa hiểu nguyên tắc để làm thế này. If A hơn B, các em viết trường hợp là return hẳn là return A cộng B đúng không? Có một số người viết trường hợp L. L là các em viết return là A trừ B chẳng hạn. Được chưa? Được rồi nào. Để tôi viết một phương khác đây. Theo các em trường hợp này có cần dùng L không? Chắc chắn là không cần đúng không? Mặc dù theo quy tắc là nếu bình thường chúng ta phải biết là if này thì phải L thực hiện công lệnh dưới, nhưng vì sao cái này có thể bỏ L được? Bởi vì chính là cái return này, cái return này khỏe hơn cái L này bao nhiêu đúng không? Đấy, trong trường hợp này các em không phải return, không phải L nữa, và return các em biết thực hiện công bình thường. Đấy, chỉ cần nếu mà nó đúng thì return đã kết thúc rồi thì công lệnh sẽ không có cơ hội để thực hiện nữa đúng không? Nếu không phải no, mà khi nào trường hợp cái trên này không xảy ra thì cái dưới mới làm được. Nên chắc chắn lúc nào chỉ có một trong hai cái thực hiện thôi, không phải L cho nó thừa ra đúng không? Đấy, giờ nắm chắc là cái return chưa? Đấy, cái return là cái thu phương thức, không phải L nên làm cho mệt được. Ngay cả trường hợp một số các em viết trong vòng nào, giờ các em viết vòng nào thế này, if là in là y bằng y bằng không này, thích cứng khác tốt một tí nhá, if in là hơn 10 là y bằng không, sau đây là if là y này. Em biết là if y là bằng y là phần trăm trong cái gì đấy, a b c đấy ha, a bằng không ha. Vì thường các em dùng break đúng không? Nhưng thay vì dùng break trường hợp này, các em muốn kết thúc break xong dưới làm câu lệnh như đấy đúng không? Đó, các em muốn kết thúc cái break này mà đến phương thức luôn, các em phải dùng return đây, và sử dụng return đây hoàn toàn là các lệnh sau bỏ hết. Ngay trong vòng nào các em dùng return cũng được, đã return tất cả không biết là cấp bao nhiêu, return phát là hết luôn. Return a, return y ha. Đấy. Ví dụ này các em muốn cái vòng nạp giá trị y đúng không? Giả sử thế này bằng 0 này. Bình thường các em viết nếu a y phần trăm cho này, y phần trăm cho a bằng 0 thì các em sẽ gắn là value. Gắn bằng y này. Sau đó các em break đúng không? Bình thường các em viết rồi này, break để thoát vòng nạp đúng chưa? Cái này thuật toán nữa là thuật toán giữa y đúng không? Giữa y sau đó, cái này các em sẽ là return
giá trị là value, đúng không? Giả sử thế này. Đây, một ví dụ bình thường các em viết giản tính một tìm một cái số thỏa mãn điều kiện gì đấy. Đây là điều kiện các em viết ghi đơn giản là điều kiện phần thức giãn bằng 0. Đây là ví dụ thôi. Các điều kiện khác có rất là nhiều trường hợp các em viết phần thức giãn này. Tức là tìm xem cái số này thỏa mãn. Đơn giản đấy, kiểu kiểm tra xem là trùng nhau hay không. Truyền là một số mà xong kiểm tra hợp là có hay không ấy. Thì khi nó có các em đưa ra vị trí bao nhiêu chẳng hạn. Thì các em biết giản này đúng không? Thì thấy viết value này. Xong khi nào thỏa mãn các em lưu lại value và cuối cùng là return value đúng không? Viết cái này bình thường các em sẽ thấy là tối ưu rồi, nhưng chưa phải là tối ưu nhất. Khi dùng return các em hãy hoàn toàn là bỏ cái này đi. Các em nhìn kỹ hai phần trước nhá. Bây giờ các em viết thằng này. Cứ cho tưởng rằng này là tối ưu rồi nhưng chưa phải. Đây. Bình thường này là khi không cần duyệt hết đúng không? Thế khi nào mà các em kiểm tra được value thỏa mãn điều kiện thì gắn bằng y, sau đó là break. Các em dùng break để thoát khỏi nào. Nhưng mà vẫn bị tài bởi vì các em dùng thêm biến y này cũng dùng return rất là lâu. Thay vì thế các em làm kiểu này. Không cần dùng value nữa. Chỗ này thì cần điều kiện này. Khi thỏa mãn điều kiện các em thì cần là return giá trị luôn. Không cần lưu biến phụ nữa. Return y, được chưa? Còn khi không thỏa mãn điều kiện các em return giá trị bất kỳ return 0 cũng được. Không sao cả đúng không? Lúc này các em thấy gắn hơn lần trước bao nhiêu? Đây này, lúc này của mình chỉ còn vòng for thôi. Return phát hết luôn, không phải break làm gì cả. Cái này là cấp cao nhất. Break chỉ là cấp sau trong công thức phạm vi của vòng nào thôi, còn này trong cả công thức. Và các em sẽ nhìn phần này ngắn hơn lần trước phải dùng thêm value cùng return value. Và công thức thì đặc biệt một chút này. Có thể là trong cái tập hợp các em, các em muốn kiểm tra xem cái tập từ 1 đến 10, từ 0 đến 10 này có một cái điều kiện để thỏa mãn cho A. Chắc chắn là có và hoàn toàn có thể bên ngoài các em viết giấy chứng minh được đó là return y này chắc chắn xảy ra đúng không? Nhưng khi các em viết dạng này chỉ viết for if return y mà không có đi cuối cùng chương trình sẽ báo lỗi. Đó này đi. Các em nhìn thấy là lỗi này. Phương thức này, các em biết không này, not on phone này pass return the value. Cái lỗi này rất là nhiều phải người phải mắc phải và có thể ngay sau này các em áp dụng các bài tập đấy và viết code có phương thức ấy, thì sẽ có nhiều người mắc cái lỗi này. Tức là viết return dạng trong này và cái cuối cùng không có phương thức ấy, thì sẽ bị lỗi. Đây nhìn kỹ cái lỗi này, not on code này, pass return the value. Bởi vì cái này là mặc dù return ở trong đây, nhưng return này bị ẩn vào trong cái for và trong cái if. Như vậy nó sẽ không lấy gì đảm bảo là lúc nào thực hiện. Chính vì không chắc chắn nên chương trình sẽ báo lỗi. Để khắc phục cái lỗi này các em chỉ cần dùng công nghệ return thôi. Return một cái trị hover thôi. Và có thể bên ngoài thực tế các em chứng minh được đó là return không bao giờ xảy ra. Tức là trường hợp giả sử các số từ 0 đến 10 không, các em kiểm tra một cái số điều kiện là cái số chia cho 2 chẳng hạn, thì chắc chắn có. Nhưng mà các em kiểm tra xem nó ở vị trí nào đúng không? Thì đi tuân ra. Bên ngoài giấy mình kiểm tra chắc chắn là có, nhưng trong chương trình này nó sẽ không hiểu thế. Nó hiểu là cái này bị ẩn trong if này, trong while, trong for. Thì sẽ có trường hợp nó không xảy ra. Nên nó vẫn báo trường hợp nữa là not on code này, pass return a value. Để sửa cái nốt này các em cần return giá trị bất kỳ. Và giá trị này phải có kiểu trả về là cái kiểu khai báo trên này. Đúng không? Kiểu trả về là in thì các em return giá trị kiểu in. In xin 1 này hay không vân vân là ok. Và lần này các em sẽ hết lỗi. Được nhớ chưa? Cái này có nhiều người bị, không phải ít người bị đâu. Bây giờ ví dụ này. Muốn 3 phút được nhanh nhé. Nhanh áp nhỉ.